Mấy hồi đấy thì của anh chị em của em khá là thường đưa thấy là 79 6 6 6 nghìn 6 6 6 trăm đồng 79 triệu 600 đồng ấy. 600 Đúng rồi, ngàn đồng đúng rồi. từ lúc làm nhà đấy ạ. Từ lúc làm nhầm tính nhầm ăn út hết thôi Ăn mà. uống Đúng rồi, xong rồi mua xăng xe các thứ khi đúng nhờ người rồi, ta, thì đúng rồi. từ lúc Mà làm nhà đến giờ. bởi từ lúc làm nhầm đến giờ luôn mà. Xin chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng cô chú ạ, thì hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đề Chia và tiếp tục xuống chia sẻ những hình ảnh mới nhất của gia đình nhà em Thề hay cũng như là chú Sử. Thì bây giờ em Tuyên đang xuống nhà em Thề. Đây mọi người này, này. Nho trồng nỉa nhá. Vâng, nho trồng nỉa. Đây mọi người xem này. Bà con bây giờ hiện tại ai ai ở nhà nhà đấy. Mọi người xem này, đấy. Bà con đang tranh thủ đi lấy những cái cây củi khô này về để chất vào để trong cái mùa đông tới đây sẽ có những củi đốt. Đấy thì bà con như mọi người thấy là đun 100% là củi thôi. Và những cái củi này nó còn đỡ khói hơn cái củi ngô. Củi ngô thì cũng chẳng có nhiều đâu mọi người. Ngô khô ấy không có nhiều đâu. Thì bây chúng ta xuống nhà em Thề đi, xem nhà em Thề ngày hôm kia đã ốp xong rồi, hôm nay Thề sẽ làm gì để chúng ta chuẩn bị vào những cái cuối cùng là tổng kết ngôi nhà em Thề nhá. Nó đồng nỉa nhá. Vâng. Vâng, xin chào nỉa ấy. Bây giờ mọi người xem không, nỉa bây giờ nói được từ xin chào là quá tuyệt vời và bây giờ bà con ở đây biết nói từ xin chào nói bằng tiếng phổ thông thì tuyệt vời quá. Ngày xưa chỉ nói được nho rồng thôi, bây giờ thì bà nói được rồi. Chào cụ nhá. Nỉa vừa đi lấy củi về à? Ở nhà đấy thì sức già rồi làm sao đi lấy được nữa đúng không? Thế bà đi lấy củi về à? Chăn dê à? Thôi lấy chăn dê đi về và tranh thủ vừa chăn dê vừa trông con. Ok, có gì bao giờ nào anh qua nhé. Có gì xuống nhà em Thề đi mọi người ạ. Nói chung là thôn này nó nhỏ thôi. Nó đi từ đầu thôn đến cuối thôn thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà nó cũng khá là mệt luôn mọi người. Hy vọng là bà con ở đây thì không những nhà chú Sử, nhà em Thề và những nhiều bà con khác, chúng ta hãy cố gắng vươn lên và sẽ có những ngôi nhà mới đi. Hy vọng là như vậy mọi người. Đây nhà Thề đây, em Tuyên không biết là hôm nay nhà Thề làm những cái gì, đang dọn dẹp đến đâu rồi. Đấy, cũng quét dọn đây này, cũng chưa đủ xi măng để xây chỗ này đây. Vẫn đang rồi, xin chào em. Vui quá nhà. Đang dọn nhà. Đấy, dọn thì cũng đỡ hơn này mọi người này. Đấy. Có hai cái tấm này nó rất là sáng. Đó mọi người. Đấy, không? Nhà người lớn thì nhìn nó sạch sẽ hơn này chứ. Đó. Gọn gàng như này chứ. Nhà người lớn làm xong lau sạch sẽ chưa? Đó. Cái khu vực là wow, cái bàn thái này là các bác thợ đang đặt ngược này. Đợt trước đằng này đã ở để bên này nhưng mà cái chỗ chậu rửa mặt này, chậu ấy này, xem là em Tuyên về xem nó thế nào. Nó có đổi ra mặt kia được không? Đổi cho nhà em Thề. Đây, khu vực bếp đây. À, Thề là mua cái kiềng rồi đúng không? Đấy, mua cái kiềng rồi. Tí nữa bảo cái kiềng đun sâu vào trong một tí thì đỡ khói ra ngoài. Tàu đấy nhỉ, vợ Thề nhỉ? Tàu. Tàu đấy. đây giường cho đây à? Chưa có giường, hiện tại vẫn đang nằm đất này mọi người này. Đó. Xin chào. Làm gì đây? Đang dọn dẹp hả? Thế bê giường vào rồi hả? Cái giường này giường từ ngày xưa của bố đây hả? Có mỗi cái giường này nhìn đẹp nhất đấy. Của em. Mở cửa đấy ra. Ở đây thì hôm trước có các cô chú bảo là tại sao nhà Thề không thay cái lá cờ, cái vải đỏ đi cho nó mới. Em Tuyên xin nói với cô chú nhá, vải đỏ này chỉ một năm được thay một lần đúng không? Đúng rồi. Một năm thay một lần chứ cả mình có xây nhà mới này đúng cũng rồi. Không thể thay được.
Bao giờ cuối Tết này bao giờ em làm cỗ kiếc thì bắt đầu chúng ta mới thay. Đúng rồi. Đấy nhá. Thì giải thích cho cô chú hiểu là như vậy. Chứ không phải là thay lúc nào cũng được. Cái vải đỏ này là một năm thay một lần. Ngày cuối Tết là cúng đấy thì nó thay cả bàn thờ, dán giấy các thứ thì mới mới thay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy để giải thích cho mọi người hiểu thêm. Nhà thầy thì đang dọn dẹp đây đúng không? Nói chung cứ từ từ thôi. Có nhiều việc mà đây. Đóng cái tấm của anh Tuấn Diệu Vàng Kim Long này. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Cái này năm sau nó mà hết thì lại tháo này ra, lại dán cái mới à, đúng không? Được cái tấm này rất là đẹp. Đúng rồi. Ừ. Ok đấy. Chưa xong được. Bàn chắc cứ mượn đây để mấy nữa ăn ăn nhà mới luôn hả? Cái bàn này á. Ừ. Đúng rồi, không để đây thì có nó muốn ăn đi luôn. Cứ phải nghỉ cho nó khỏe đi đã, xong rồi mới chọn một ngày đẹp mà vào nhà đúng mới. Đúng rồi. Ừ. Thế cho anh hỏi nhá. Mình treo những cái kia là để làm gì đây? Cho cái kia ngày xưa một con lợn ấy. Lợn. Cho mượn một con lợn, một con gà. Để làm gì? Để mà cho mình con kia chắc là em nó mà không giải thích được. Không giải có nghĩa là mổ con lợn, mổ con gà xong rồi mình lấy một cái phần đấy mình treo lên để cho nó khỏe, cái chuồng trại nó không bị bệnh các thứ đấy. Đúng rồi. Kiểu là mình cúng đúng không? Nhà em có lợn có gà xong rồi mình mổ con lợn con gà đấy mình cúng lên. Con mày, mình tự làm không? Không cho cúng mà. À, tự làm tự treo lên đấy luôn. Tự làm. Cái kia là treo những cái gì kia? Cái kia mà. Đây này. Phải hết mà. Đây là cái gì? Cái sợi dài dài này là cái gì? Dài. Dây thôi, còn cái lông gà là gì? Đúng rồi. Có một anh thấy một cái lông gà thôi đúng không? Đúng rồi. Cái kia mà phải cây thôi. Cây thôi đúng không? Có. Chứ không như nhà bố bé say treo hẳn một con chó vào cơ. Đúng rồi. Đây không, là không phải. Đây chỉ có mỗi cái lông gà thôi. Đúng rồi. Cái dây thôi. Đúng rồi. Dây lanh nè. Đúng rồi. Dây lanh hết mà. Mình treo lên để cho là cái chuồng trại của mình là chăn nuôi nó không bị bệnh, không bị ốm, bị đúng, đau. Đúng rồi. Đấy, kiểu đấy thì không giải thích được ấy. Không giải thích được. Đi ra đây anh bảo này. Ra đây. Cái giường này, cái giường ngày xưa là tự đóng à? Đúng rồi. Đúng không? Cái giường này ngày xưa tự làm á. Tự làm đây à? Cái giường này 1 mét thôi. Đúng không? Chưa đến 1 mét. Chưa đến 1 mét à? Chưa làm. Thế thì ngủ được mấy người? Hai người. Ngủ 1 mét, chưa đến 1 mét mà 2 người ngủ được rơi à? Không sao. Cái giường này siêu vẹo vẹo hết rồi này. Đúng rồi. Đây. Cái này ok chưa? Ok mà. Quá đẹp luôn, quá chắc xịn luôn. Đấy, đếm, nhà mình người lớn đi. Biết cất đồ vào đây, soạn ngàng luôn. Nhưng mà từ từ, cái này là bác thợ hôm trước là đáng lẽ phải để cái lỗ này bên này. Nhưng mà hiện tại đang để cái lỗ bên này đúng không? Đúng rồi, để bên này. Thì bây giờ thì cái này là không được. Lắp cái này vào đây, ai lắp cái này phải bên này đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ phải để chiều nay anh ra xem là người ta có cái bên phải không? Bà. Đổi được không? Bà. Đổi thì được cái này bên này, chứ không thì để như này là không phải. Bà. Đúng không? Nó ngược. Đúng rồi. Nó phải trong này chứ. Đúng. Như này là tuyệt vời rồi đúng không? Đúng rồi. Quá tuyệt vời rồi. Đấy. Để xong rồi mấy nữa còn đi ra mà mua ống nước, bắt đầu lắp ống nước đi. Bà. Phải hoàn thiện nhà mình chứ. Bà. Hoàn thiện nhà xong đã bắt đầu mới vào nhà mới. Bà. Đúng rồi. Đúng không? Ống nước là mắc cũng dài phết đấy. Bà. Mắc từ chỗ bên tét nước về chỗ nhà tắm à? Hay ông nguyên đấy, ông nguyên không để đây đâu. Em để tét nước ở đâu? Tét nước để một cái bên này mà. Chỗ là nhà A Thà đấy á. Đúng rồi. À có nghĩa là để hai cái, một cái tét nước ở đây. Vâng. Đây một cái ở đây. Cứ để đây thôi. À, nếu để ở đây thì tiện. Vâng. Để đây chắc là dễ hơn đấy. Để đây thì tiện, để đây thì mắc vào đây này, chỗ này nữa này. Nhà mới mình phải xử lý ngay nữa chứ. Vâng. Đúng chưa? Chứ ai bảo vào nhà mới mà vẫn chưa làm được, đúng không? Vâng. Chưa. Phải láng hết chỗ này đi. Đúng rồi. Thế là mắc cái tét nước này. Từ đây về bên này luôn. Đúng rồi. Thế thì đơn giản. Thế thì dễ. Chủ yếu là sợ các trẻ con thỉnh thoảng nó hay nghịch ấy. Mà đúng rồi. Thì nó chẳng đu vào nó gãy ngay. Nhưng mà bảo trẻ con vào. Thế là cái tét nước này em đặt cố định đây luôn nhỉ? Đúng rồi. Không di chuyển? Không di chuyển. Cất để đây luôn. Thế thì trên bể kia có tét nước không? Trên nào? Chỗ cái bể ấy. Bể ấy. Chỗ nhà vệ sinh ấy. Không. Không có tét à? Không có. Không có thì lấy nước vào về nhà tắm.
Bên này chị bên này sang bên kia. Thế bây giờ thế bên này lấy nước tang nước ở đâu về? Đấy. Cái này của nhà ai? Của nhà Thá. Thế này dùng chung à? Dùng chung hết mà. Hai người dùng chung hết đâu. À. Nhưng mà mình nối van vào thì cũng khó. Vâng, không sao mà. Bây giờ đáng lẽ phải có một cái tang nước ở đây là dự trữ đây này, ví dụ chỗ này nhà thề có cái tang nước nào đựng ở đây này. Xây một cái cố định ở đây luôn để chuyên phục vụ chỗ này. Được không? Vì đấu vào đây là không tháo ra tháo vào. Đúng rồi. Tháo ra tháo vào thì nó sẽ hay bị gãy ống. Đúng rồi, mà chắc chắn thì khi nào dùng mà chắc là bên này thôi. Thế chưa có dùng tạm gì? Nhưng mà cái này phải không có chỗ nào để mê. Chốt rồi. Không có cái nào để gì? Đúng rồi, hết đấy rồi. Thế cố gắng là mua một cái téc mà để vào đấy đi. Để dùng một cái téc nước để cho chỗ nhà bếp này. Một cái téc nước ở dùng cho chỗ nhà vệ sinh đúng không? Nhà vệ sinh này á. Dùng bê cái cú phải không? Nói chung là tùy em dùng cái nào dùng mà. Được cái nào thì dùng cái đấy. Tí dùng cái cú thôi. Cái đấy chuẩn bất thời chuẩn làm. Mấy ngày hôm nay có vẻ hơi mệt nên đúng không? Hôm nay thì con quần ui, sao chật thế? Mấy ngày mà anh vào ấy. Mấy người anh đến chơi à? Đúng rồi. Đây nha, mua cho cả cái móc này nhá. Mà. Đúng chưa? Để treo quần áo, tắm một thứ ở đây. Đúng rồi. Còn cái này để treo khăn mặt. Vào. Nhá. Vào. Chắc chắn quá rồi. Ok. Chẳng luôn. Đấy, đúng rồi đấy. Như này đúng rồi đấy. Chẳng biết làm ấy. Làm. Cắt cái này đi. Còn cái quả cái này đâu? Cái này không có. Có chứ. Cái này bảo nó chứ không có đâu. Không có dây à? Rồi thế anh về anh kiểm tra lại. Cái này không có cái. Ôi giời. Thì thiếu ok, thì anh ra anh mua tiếp cho. Một phải có một cái giữ cái vòi hoa sen đây nữa cơ mà. Thế à? Khổ. Cái này không giống. Phải có một cái giữ ấy hả không? Nó như một cái chân như này này. Giữ cho nó chắn mà. Giữ vào. Ok, cái này được chưa? Chắc chắn chưa? Được. Các bác thợ làm này đấy ok rồi. Một cái đinh ở đây thoải mái rồi. Máy. Đấy đúng không? Rửa mặt mũi sạch sẽ đứng đây rửa đúng không? Vâng. Xả nước xuống. Vâng. Nhưng mà cái này xả đâu đây? Cái này xả xuống bể à? Xả bể nước đấy. Không phải chứ. Xả xuống bể nước á? Ở dưới đấy này tắm đấy. Là tắm nhưng mà xả ra ngoài chứ? Xả cả ra ngoài bảo. Xả ra ngoài hay xả vào bể nước? Xả. Xả 7 phút á? 7 phút đấy. Ôi sai rồi bác thợ này. Xả đây phải xả ra ngoài. 7 phút nó chỉ lấy cái nước ở kia thôi. Xả cái này xả ra ngoài chết. Cái này phải bảo bác thợ nhá. Cái này bảo 2-7 phút mà. 2-7 phút. Bể phốt này đầy xong nó tràn ra bể này. Bác thợ này vẫn sai rồi. Đâu ra anh xem nào, chỗ này còn thiếu những cái gì không? Chỗ này không thiếu mà. Ok rồi đúng không? Gạch này đủ đúng không? Đúng rồi. Hay thoải mái luôn đúng không? Cái này chưa có nước nên là hơi bẩn. Đấy. Quan trọng ở cái này này. Mọi người xem này. Cái nhà anh á, anh thả nhà này rơi luôn. Nhưng mà cái của em thì nó từ từ hạ, em đúng thì... rồi. Đấy, nó không bao giờ bị sợ là nó bị đập xuống. Wow. Cái nhà anh phải nhấc từ từ. Wow. Và thả phải đả từ từ. Wow. Đấy, anh bảo xịn ở đâu, ở chỗ này này. Đấy, bọn em nhá, thả từ từ này. Không bao giờ bị sợ lo này. Họ bảo xịn ở chỗ này. Đúng này. Rồi, đúng rồi. Đó. Còn cái nhà anh nhá, nhấc lên nhấc xuống á, thả phát ra rơi cả cái này xuống luôn. Thế à? Cái này vặn ốc cho chặt vặt ra. Wow. Chưa này chưa chặt đâu này. Đấy này, nó hạ từ từ luôn, nó xịn ở xịn chỗ đấy đấy. Đúng rồi. Đây này. Cái này là một cái tích nước, cái diện nước và một cái to này. To là đi vệ sinh nặng. Vâng. Còn cái này đi đáy này. Vâng. Ok nhá. Vâng. Cái này, thế này còn thiếu cái vỏ xịt nữa gì? Không thiếu gì mà. Không, cái này vẫn thiếu cái vỏ xịt nữa. Ok. Ừ. Sao mua thêm. Vì ông đấy kê, ông bán hàng, ông cũng bảo là đủ rồi con ạ. Thiếu cái vỏ xịt này. Thiếu một cái... cái này chưa bỏ được, cái này ra nên chưa bỏ được. Cái này chưa bỏ được đâu. Thiếu một cái vỏ xịt này. Thiếu một cái chân để giữ cái vòi hoa sen này. Thiếu một cái khóa này nữa. Đúng rồi. Nó phải khóa đây. Sạch sẽ chưa? Mà cái con này chắc là mình chấp rồi. Đấy, quá chắc luôn. Chắc chắn quá rồi. Ok, nhìn như nhà nghỉ luôn còn gì nữa. Như nhau hết mà. Thích quá rồi. Wow. Vòi nước kia thoải mái. Nhưng mà cái này bác thợ làm sai rồi. Ai cho xả nước vào trong bể này?
Bể nước đây, bể phốt này, người ta bể nước này nó chỉ xả ra ngoài thôi. Thế là nó xả ra ngoài thôi, nó không xuống xả xuống bể nước. Thế này bỏ cho xả bể phốt mà có một cái ló kia mà nó đầy ở chỗ này xong nó chảy ra ngoài thì chỗ, đúng không? Đúng rồi, chỗ này cắt cho một cái bể để một cái lót cái đế cho để cái lót này. Cái này bác thợ làm hơi lỗi đấy. Vì sau này nó đầy chỗ kia thì không được. Thôi cứ biết thế thôi. Để sẽ bảo bác thợ sửa lý tiếp nhé. Ok chưa, xem nào, đi ra kiểm tra nhà hôm nay là dọn dẹp đến đâu rồi. Xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Hai con dê đẻ rồi. Được hai con dê cái hay dê được em? Một đứa một gái. Một được một cái, ok. Vâng. Thì tuyệt vời nhá. Vâng. Đấy, bắt đầu gà cho vào chuồng rồi đấy hả? Đúng rồi. Bắt đầu cho vào chưa? Chưa. Chưa đúng không? Ừ. Xong rồi nữa là hoàn thiện nốt cái này nhá. Vâng. Cái máng này cho một hứng nước nữa. Nếu mà sau bên này thì chắc là câu quá không xả được. Không chảy được vào tét nước á? Ừ. Mình cứ kéo vào, mấy nữa mình em xây cái bể thì em kéo nước vào bể chứ. Cái mà có đường ấy, cái đường mà chắc là cao ấy. Cao không. Cao hơn cái tét nước, cao cái tét nước cao hơn không cho vào được cái tét nước gì. Cái nhà này cao ấy mà em kéo nước vào sau này ví dụ xây cái bể hoặc là có cái tét nước để em hứng cái tét nước vào cái bể này chứ. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, chứ không phải bây giờ cái này cao hơn cái tét nước thì nó sẽ khó vào. Vâng. Nhưng mà chúng ta vẫn làm máng nước để thu về. Sau này ví dụ chú tặng cho em cái bể ở kia đúng không? Thì em kéo nước thẳng vào cái bể cơ mà. Vâng. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ. Các cô chú tính là như vậy chứ. Vâng. Ở đây cái này mình xây cao thì nó không vào được ấy. Vâng, phải không? Vâng. Ok rồi, anh hiểu rồi. Đúng rồi. Đấy, xem đi một vòng nữa nào. Xem thề đã dọn hết thế nào rồi. Chỗ này là mấy nữa là dọn để trả nhà chú gấu à? Đúng rồi. Dọn hết xong mà trả cho. Ừ, cạo hết cả xi măng của cho đất nữa chứ đúng không? Xi măng hết ở đây nhà. Xong rồi, sắp hết rồi. À xong rồi, vấn đề là xây bể nhá. Em xem hỏi bà con nhá. Vâng. Xem nhờ được bà con sắt bột đá đóng gạch để xây tiếp cái bể nhá. Vâng. Ừ. Xây cái bể đi. Ừ. Làm luôn đi. Vâng. Bây giờ xong hết rồi. Vào nhà mới xong mới xây. Ok. Thì có nghĩa là em nhờ được bà con thì cũng nhau làm ấy. Vâng. Đóng gạch có rồi đúng không? Sắt thêm một ít bột đá nữa thôi đúng không? Đúng rồi. Đây củi nhà mình đây. Củi nhà mình mới nữa cho hết vào trong cái chuồng kia thoải mái. Đúng rồi. Xong rồi mấy nữa là xếp lại gạch ở đây chứ. Đây mẹ sẽ đang xếp đá à, xếp lại xếp đá. Xếp gạch rất là mất oxy, mất cám quá. Cám đấy chắc là chả biết đủ không. Cát này không đủ đâu. Cát này xây cái bể kia không đủ đâu. Cát này xây được chắc nửa nửa bể thôi. Vâng. Còn chát các thứ nữa mà em. Bể phải chát. Bể không chát là không được. Vâng. Có chát chứ. Chát thì nó mới giữ được nước chứ. Ừ. Đây này, cái này mới nữa tận dụng lại làm đổ bê tông. Ừ. Được mà, cái này đổ bê tông được. Cái này được. Ok. Đấy. Đi, vào nhà đi xem nào. Hòa tươm tươm rồi, đúng không? Bà đúng. Hòm hòm hết rồi. Quá tuyệt vời rồi, không còn gì nữa rồi. Nhà thế là sạch sẽ rồi, quá gọn gàng, cô chú bảo quá tuyệt vời đấy. Còn một chỗ này thôi. Ok, đi vào đây xem nào, anh... thông báo cho có những cái tin vui mới nhất nhá. Nhà xong rồi nhưng mà chúng ta lại có những cái tin vui mới nhất của cô chú gửi cho nhá. Tuyệt vời đây rồi. Hỏi mẹ thề thế nào. Em hỏi mẹ thề xem có thích ngôi nhà này không? Như này tâu chưa? Mẹ là sao? Mẹ các bảo có thí đề nhất mà. Dậu. Chắc làm xỉ rồi. Xịn rồi à? Wow, wow. Thế mẹ có thích không? Áo bộ nhẹ. Áo bộ nhẹ. Nhẹ chỉ nhẹ. Nhẹ, ô tá thì mà, tớ ô tá thì mà rong á. Tớ nhẹ thì rong, tớ nhẹ chỉ là... Có thích. Có thích thì mẹ bảo những cái gì nữa? Mẹ bảo có là được cái nhà mất mà... mẹ chân mới tham gia làm ấy. Và mất thời gian làm nhưng bây giờ có nhà mới thì thích rồi gì? Đúng rồi. Mẹ là có nghĩa là chưa, mẹ đợt trước là chưa có thời gian để làm cái nhà này. Đúng rồi. Mẹ ý mẹ bảo thế chứ không phải mất thời gian gì. Đúng rồi. Nhưng mà đợt trước cũng không có điều kiện để làm gì. Đúng rồi. Bây giờ có điều kiện để làm, nhờ cô chú thì làm cho là thích rồi gì. Vâng. Ok. Thế thì ngồi đi. Anh có ngồi chỗ mẹ này cho nó đang ngồi cho tình cảm. Ngồi gần vào mẹ. Đấy nhá. Thì anh thì báo cho em thêm này, có những cái tin vui mới nhất của cô chú gửi cho em nhá. Hôm nay thì vẫn đang khàn tiếng đúng không?
Đúng thế rồi. thì cứ dọn dẹp nhà xong hết đi nhá. Vâng. Xong rồi anh sẽ vào tổng kết tiền. Vâng. Để thanh toán cho em. Vâng. Giải quyết cho em xong hết đi. Vâng. Đấy thì hôm nay này, hôm trước thì anh đã giới thiệu đến cái món quà của cô Hoa và chú lính già ở miền Nam rồi đúng không? Thì ngày hôm nay thì anh vừa nhận được thêm một cái món quà nữa là của cô Thủy Vũ. Cô Thủy Vũ ở bên Đức nhá. Vâng. Cô Thủy Vũ ở bên Đức là có gửi về cho em Tuyên là 5.200.000 đồng. Thì trong số đó là gửi tặng cho em Thề là 2 triệu đồng để xây nhà. Vâng. 3 triệu đồng là cho gia đình nhà em mua để xây nhà. Em mua em Ly xây nhà. Vâng. Và 200 ngàn đồng là để cho tặng cho kênh Tuyên Hà Giang làm chi phí xăng xe đi lại khi đi vào bản này. Vâng. Đấy thì ngày hôm nay là cô Thủy Vũ tặng cho em 2 triệu đồng để góp vào cái quỹ xây nhà của em. Là bây giờ em có biết là quỹ của nhà em được bao nhiêu tiền không? Chắc là tiền kinh phí của em á. Không, có nghĩa là cái quỹ mà các cô chú gửi từ trước đến giờ ấy. Em biết đến là giờ thì là em không không biết đúng không? Không biết đúng rồi. Đây nhá. Vâng. Thì bây giờ có mẹ ở đây, anh đọc cho em một lần với mẹ để nắm rõ được, xong rồi để cho nó vui nhá. Vâng. Ừ. Đây các chú ạ, thì bây giờ em sẽ đọc lại một lần nữa để cho cô chú kiểm tra nhá. Thì ở đây từ ngày trước đến giờ là có những mạnh thường quân đã ủng hộ cho em Thề được một ngôi nhà đẹp là như này. Và những viên gạch đầu tiên là của nhóm Hoa Sen Chân Như ở California và Arizona đã ủng hộ là 20 triệu đồng. Anh Hùng ở Bắc Ninh ủng hộ là 300 ngàn đồng. Chị Nguyệt Trân ở Mỹ ủng hộ là 3 triệu đồng. Chú Quang ở Bình Dương ủng hộ là 100 ngàn đồng. Cô Hương ở Tuyên Quang ủng hộ là 500 ngàn đồng. Anh Phạm Quốc Trình ở Thành phố Hồ Chí Minh là ủng hộ là 500 ngàn đồng. Chị Trần Ngọc Bích ở Mỹ ủng hộ là 1 triệu đồng. Chú giấu tên chuyển khoản vào ngày 10 tháng 10 năm 2023 ủng hộ là 200 ngàn đồng. Chú Khương ở Kiên Giang ủng hộ là 500 ngàn đồng. Chú Lương Văn Quy ủng hộ là 300 ngàn đồng. Cô Thanh Huyền Emily Bùi ủng hộ là 4 triệu đồng. Cô Ti ở Hồ Chí Minh ủng hộ là 1 triệu đồng. Cô Đinh Hương ủng hộ là 23 triệu đồng. Anh Châu ở Canada ủng hộ là 2 triệu 760 ngàn đồng. Chú Ti ở Sài Gòn ủng hộ là 2 triệu đồng. Chú Mã Tường Long ở Hà Nội ủng hộ là 1 triệu 500 ngàn đồng. Cô chú Khánh ở Hương Khê Hà Tĩnh ủng hộ là 700 ngàn đồng. Và cô Mai ở Hà Nội ủng hộ là 500 ngàn đồng. Anh Đạt ở Bến Tre ủng hộ là 1 triệu đồng. Anh Đạt ở Bắc Cạn ủng hộ là 300 ngàn đồng. Cô Lê Anh Đào ở Ba Đình Hà Nội ủng hộ là 300 ngàn đồng. Bà Tuyền ở Đội Cấn Hà Nội ủng hộ là 1 triệu đồng. Bà Hương ủng hộ là 1 triệu đồng. Anh giấu tên ở Hải Phòng ủng hộ là 2 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Tuyết Mai ủng hộ là 2 triệu đồng. Cô Loan ủng hộ là 1 triệu đồng. Chú Danny Nguyên ở Mỹ ủng hộ là 2 triệu 500 ngàn đồng. Cô Đinh Hương ở Mỹ ủng hộ lần 2 là 11 triệu đồng. Anh Hanh ở Sóc Sơn Hà Nội ủng hộ là 500 ngàn đồng. Bà Nhàn ở Nha Trang ủng hộ là 500 ngàn đồng. Chú Phúc Trần ở Mỹ lần 1 ủng hộ là 13 triệu 500 ngàn đồng để mua mái tôn xốp. Chú Phúc Trần ở Mỹ ủng hộ lần 2 là 6 triệu 022 ngàn đồng để mua găng trang thiết bị như là ốp gạch, ốp lát, các thiết bị vệ sinh đó. Đúng rồi. Và cô Hoa có ủng hộ là 1 triệu đồng. Chú lính già ở miền Nam ủng hộ là 200 ngàn đồng. Và cô Thủy Vũ ở Đức ủng hộ là 2 triệu đồng. Tổng cái món quà nhà em là được bao nhiêu, em có đoán được không? Chắc là không đoán. Không đoán được đúng không? Thế nha, tổng của nhà em ủng hộ được các sự trụ giúp của cô chú trong ngoài nước được nhận là 107.682.000 đồng. Vâng. Đấy, thế thì em thấy cái món quà này có to không? Đúng ạ, cái mức quà này chắc là to nhất này. Vâng. To không? Vâng, có to nhất. Có rất là to đúng không? Vâng. Thế thì đây là sự, đây là những sự yêu thương, quý mến của các cô chú anh chị dành tặng cho gia đình em. Vâng. Cũng dành tặng cho mẹ em, vợ em, con em và em gái em. Đúng ạ. Đấy, và dành tặng cho bản thân em. Vâng. Để khích lệ, động viên tinh thần em. Vâng. Được một ngôi nhà như này. Vâng. Đấy thì em có nghĩ là cách đây tầm 2 tháng thôi, hơn 2 tháng thôi đúng không? Đúng rồi, hơn 28 mà. 2 tháng thôi. Ừ. Khi nhà xá xây xong, em cũng có nói một câu là em không có tiền đâu để xây nhà. Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ sự các trợ giúp của cô chú và động viên của cô chú thì ngày hôm nay mình được một ngôi nhà không phải nhà gỗ nữa. Đúng rồi. Ngày trước anh vào nhà em bà. Thì nó lụp sụp lắm, nó bà. Tối lắm, nó nghiêng lắm. Đúng rồi. Nó bụi. Bà. Bụi vì khói. Bà. Bụi vì bóng hóng nó bay xuống. Bà. Đúng không? Đúng rồi. Rất là tối. Đúng nhưng rồi. Bây giờ em xem nhà em thì bây giờ như nào, em nói cảm nghĩ cái ngôi nhà bây giờ như nào. Nhà này chắc là
là như này chắc là không không cho mình thì vừa sình thôi và ăn sạch sẽ hơn nhiều. Và ngày xưa mà cháu nó không có các con các chú của các anh chị giúp một phần một phần tiền, chắc là tôi như thế đấy mà em không làm được cái nhà này đâu. Nhưng mà cháu bây giờ thì phải giấu đường một phần còn to mà em mùa nó hay em cảm phần chú này các bác các anh chị này khá làm xuống một phần quà cho em khá là đồng cái nhà này cho nó bố mẹ cho quản là hai vợ chồng cảm con khá là ở chắc là vui rồi mùa trong ngày hôm nay thì anh không biết năm gì không mà anh chắc là chú các ông các bà của các bán và các cô các chú các anh chị chú mẹ thân con một chú sức khỏe vô vẻ luôn luôn có tông nhìn nhậu đổi mấy má cảm ơn rất là nhiều con thành công trong việc cho ngày hôm nay mới ạ. Đó thế thì đấy là một cái sự may mắn của em nhé. Vâng. Thì đây thì các cô chú rất là yêu quý em thì mới giúp em được một ngôi nhà như này. Vâng. Em không bao giờ dám nghĩ là mình dám xây nhà. Vâng, đúng rồi. Vì ngày trước anh hỏi em là có xây nhà không, có cố tiền xây nhà không thì em còn nói vui là em không có tiền đâu, không xây nhà được. Nhưng ngày hôm nay thì cũng dám nghĩ, dám làm, cũng dám vay mượn, bán bò, bán dê để xây nhà. Thì ngày hôm nay các cô thấy là đã được một ngôi nhà rất là đẹp rồi đúng không? Khang trang, rộng rãi, sạch sẽ. Vâng. Các cô chú có khen nhá. Vâng. Có khen, có chê. Ít nhất các cô chú là khen em được một ngôi nhà rất là đẹp đẽ. Và biết tiếp thu những ý kiến của các cô chú góp ý cho mình để được một ngôi nhà đẹp như này. Vì bây giờ ngôi nhà của em là xây kiểu khá là hiện đại. Vâng, đúng ạ. Phòng bếp, phòng ốc vẫn giữ được nét truyền thống, phải có cột để sau này treo trống, làm đá ma đó và làm cúng vẫn có. Nhưng mà cái bếp của mình bây giờ vẫn sạch sẽ, vẫn đẹp, không bị ống khói, không bị khói ra. Vì xây nhà xong đấy, em xem cả đời bố em không xây ở nhà. Nhưng bây giờ em đã xây ở nhà thì không phải lúc nào mình cũng xây được. Đúng ạ. Làm nhà xong chẳng may em đun cái bếp mà khói em lại sửa đi xây lại à? Đúng ạ. Không có, đúng không? Đấy thì đấy là các cô chú thấy em là được tiếp thu được cái mới và nghe được sự góp ý của cô chú thì bây giờ được cái ngôi nhà đẹp như này. Thì nói chung là các cô chú rất là chúc mừng em. Và ở đây các cô chú thì có trêu và có các cô chú có nhắn tin và comment trên bài và thế bao giờ vào nhà mới thì không biết là vui lên được không thì vui nhỉ. Thì thề xem là bao giờ em dự định vào nhà mới tầm bao nhiêu hôm nữa thì xem có lời mời các cô chú, biết đâu là có các cô chú ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh hay là nhóm anh sang lên chơi với em thì sao. Mà thì không có tiền mà còn mà em rẻ thì có làm việc mà lún đó hôm đầu tháng mười lăm mà khám gửi tiền về mà ví dụ là mình nên là vào đời mình nhà mới này. Có nghĩa là em đang đợi em rể em gửi tiền về đi làm về vay tiền em rể à? Đúng rồi. Vay bao nhiêu tiền? Đó tàu 5-6 triệu thôi. 5-6 triệu để làm nhà mới. Đúng rồi. Thì khoảng tầm 15 tháng 12 này à? Bờ. 15 tháng 12 này. Đó. Em có điện thoại chưa? Em có nghe đi. Vâng, cô chú ạ, đấy thì em thề thì cũng đang đợi bên em trai vợ mình đi làm để vay tiền để làm cái lễ nhà mới này. Thì tầm 15 tháng 12 này đúng không? Đúng rồi ạ. Thì là tầm 15, 16 là vào nhà mới. Vâng. Chọn ngày đẹp để vào nhà mới. Đấy thì mình phải như thế. Anh khuyên, anh thấy bà con là đôi khi là khi như hôm trước nhá, nhà em bắn mái chưa xong. Ngày hôm nay em đang bẩn, đang bừa bộn, đồ đạc như thế mà em vào nhà mới thì không có chỗ ngồi. Vâng, đúng rồi. Mình không làm được. Đúng rồi. Nhà thì đông người, người đang lợp mái ở bên dưới bếp nhá, còn đông như thế. Ra vào cây que nó rơi. Đúng rồi. Mạt đá nó rơi. Mà hôm đấy mà mình làm cỗ luôn ở đây thì nó sẽ rất là bẩn, rất là bụi đúng không? Đúng rồi. Thì chúng ta cứ làm nhà xong như này rồi chúng ta vào nhà mới. Nó có mất cái gì đâu. Đúng rồi. Mất thêm, có thể mất thêm hôm đấy là mất một ít gà mời bà con đến nhưng mà cũng rất là vui rồi. Đúng rồi. Mà
mình làm sớm như thế thì nó nhà mình còn bừa bộn lắm. Đúng sau rồi. Này với cây que này mình phải dọn hết đi chứ đúng không? Và cái này dọn hết mà. À, cây que dọn hết đi, cái chỗ nào đang xếp thì vẫn để xếp, còn chỗ nào không ấy thì mình để hết đi đúng không? Và để đúng làm rồi. Cho nó sạch sẽ chứ. Và đó thì mình chọn một ngày đẹp. Và thì hy vọng là có một bữa cỗ vào nhà mới thật là khang trang nhá, đẹp đẽ nhá và sạch sẽ nhá. Và các cô chú có bảo anh là này, khi nhà em xây nhà xong thì em đã hứa với các cô chú đấy, ngày trước nhà còn bẩn, nhà còn bé, nhà còn xấu thì ăn bằng nồi, bằng thìa. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ vào nhà mới rồi thì hãy thay đổi cái cách sống của mình. Vâng. Nấu ăn và kể cả nồi mèn thôi. Vâng. Chúng ta múc ra bát. Vâng, có. Múc ra mâm. Vâng, vâng. Múc ra canh, ra thành mâm ra. Vâng. Rồi ngồi ăn ở bàn bằng bát đũa đàng hoàng. Vâng, vâng. Nhá. Vâng, vâng. Chứ đừng làm lúc anh vào mà thấy bà con là nhà em cứ ngồi ăn bằng 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 nồi bằng niêu ấy. Vâng. Thì như thế nó không được đảm bảo, không được sạch sẽ. Vâng. Nhá. Vâng. Hứa với các cô chú là chúng ta có nhà mới rồi. Vâng. Thì chúng ta thay đổi dần dần. Vâng, vâng. Và chuẩn bị tới đây thì mấy nữa anh dục bên chỗ xưởng cơ khí kia, họ làm nốt cái bộ bàn ghế đi. Vâng, vâng. Để mình ra mình nhận về. Vâng. Người ta cho mình. Nhưng vâng. Mình vẫn mất tầm khoảng 700.000 để mua cái gỗ. Vâng, vâng. Vì cái gỗ mới thì nó phải xịn, thì nó vâng. Đẹp hơn. Đúng ạ. Thì người ta vừa làm, người ta giúp mình, người ta đã tặng anh rồi. Vâng. Nhưng mà người ta bảo là anh cho ai cho thì hôm nay anh bảo tặng em đấy. Vâng, vâng. Thì người ta làm mới xong thì chúng ta ra nhận cái món quà đó về. Vâng. Để xếp nhà mình. Cái món đấy là món bộ bàn ghế xếp ở phòng khách này, mấy nữa mà ăn uống cho sạch sẽ luôn. Vâng, đúng ạ. Đấy. Vâng. Tiếp khách. Vâng. Nồi niêu xoong chảo đặt ở dưới đất, không được đặt lên bàn. Đúng ạ. Bỏ cái kiểu là đặt trên bàn nhá. Vâng. Vì đặt trên bàn như thế nó sẽ xấu bàn và nó sẽ hỏng hết đi. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ. Thế thì đấy là cái món những cái thông tin mà cô chú muốn là truyền đạt đến em. Và đây thì anh sẽ đọc qua một lần nhá. Cái những cái khoản gì em đã chi. Vâng. Để em biết là em đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Vâng. Trong cái khoản này. Vâng. Lần 1 đưa tiền mặt là 1.500.000 đồng. Mua thịt gà 10 kg là 500.000 đồng. Mua băng gâu và lựu là 85.000 đồng. Lần 2 đưa tiền mặt là 1.000.000 đồng. Lần 3 đưa tiền mặt là 3.000.000 đồng. Lần 4 đưa tiền mặt sửa máy nổ là 3.000.000 đồng. Lần 5 ứng tiền mặt là 5.000.000 đồng. À, mua đinh 2 kg 60.000 đồng. Mua bạt 400.000 đồng. Ứng mua cửa nhà lần 1 là 4.000.000 đồng. Ứng mua cửa nhà lần 2 là 10.000.000 đồng. À, mua xi măng 100 bao mác 40 là 9.000.000 đồng. Mua xi măng 100 bao. À, mua sắt ván ép. Mua ở chỗ nhà anh Thắng đó là 16.220.000 đồng. Mua sắt này, mua ván ép này. Mà, đó. À, tiếp tục em muốn nhờ anh là mua đinh 2 kg là 60.000 đồng. Lần 6 ứng tiền mặt là 5.000.000 đồng tiếp. À, mua đinh bắn vít 2 túi là 180.000 đồng. Mua pro xi măng 40 tấm nhưng đấy 73.000 thôi nhá. Mà anh không biết bọn em mua bình thường bọn em mua bao nhiêu tiền một tấm? Như nhau. 73.000 hay là 75? Phát chất thì mua 75 ấy. 75. Mà đấy nhá. Mình sẽ làm anh, rẻ hơn. Anh mua cho bọn em thì rẻ hơn. Mà 73.000 là 2.920.000. Mái tôn của em hết là 21.323.000. Và các trang thiết bị đã mua vệ sinh là 6.022.000 là trích từ chỗ quỹ của chú Phúc Trần vào. Mà đó, đó thì cái chú đấy tặng cho mình thì anh đã cộng vào trong quỹ nhà mình rồi thì anh đã chi ra đây. Mà thì hiện tại cái số tiền tạm thời đến bây giờ anh tính sơ qua là gia đình em hết là 89.270.000 đồng. Vâng. Là đó. Mà thì em thấy đã đủ chưa hay là còn thiếu sót gì không? Cái này đủ rồi. Vâng. Thì anh mới tính sơ qua như vậy. Vâng. Đó thì về chúng ta sẽ tính kỹ ra. Vâng. Đó còn hiện tại ở đây ví dụ cho anh hỏi thêm, các cô chú hỏi thêm muốn biết là hiện tại là em đã ví dụ chi tiêu tiền ăn, tiền uống, tiền như gọi là tiền mua sắt thêm này, mua xi thêm này. Đúng rồi. Tiền vận chuyển các thứ này. Vâng. Thì từ trước đến giờ, từ lúc nhầm nhà đến giờ em đã vay tiền nợ bà con đã chi tiêu hết khoảng bao nhiêu rồi? Chắc còn cái đấy mà còn em giờ em khá làm rút đường em rút rú mình 10 triệu. 10 triệu. Vâng. Còn thang phố gọi trên đấy mà giống
9 triệu. 9 triệu là 19 triệu. Ờ, 19 triệu rồi. Mà còn em rể của em rể của Nam Tha để ở em rể của nhà thị điện nhưng có 23 triệu. 3 triệu là 22 triệu. Đúng rồi, 22 triệu đó. Mà, 5 triệu rưỡi tiền bán dê. Và mà quả mà ví dụ vợ của em này em cào. Em cào mà một dú mà 200 đấy. 200 ngàn đồng. Vợ 200 ngàn đồng mà quản anh xì một triển đồng. Vợ mà quản tính sơ sơ ra khoảng 20 mấy triệu rồi nhỉ. Lúc đấy là chỗ 10 triệu, chỗ 9 triệu này. Chỗ anh xì là 1 triệu, đó là 20 triệu này. Đúng rồi. Còn chỗ ai đấy nhỉ? Em cậu là... Em cậu chắc là 200 ngàn đồng. 200 ngàn đồng, 22, 20 triệu, 200 này. Đúng rồi. Mà còn em vay còn tham... cái tham... em mà không hào mà chắc là không biết. Thì thông cảm đâu. Ví dụ của em anh em em anh em anh em của ở trên này ấy, mà khám và đâm đi hai vợ chồng đi làm của ở Hà Nội ấy, mà khám đã gửi về mà tiền quả cho em 25 triệu. 25 triệu nữa. 25 triệu. 25 triệu mà chắc là vay thôi. 25 triệu mà từ vay rồi mà em bảo hai vợ chồng thì khám về mà em từ là cái nhà sông mà em từ đăng ký cho bầu cho ấy mà không có lấy tiền lãi ấy. Mình vay không lấy tiền lãi. Đúng rồi, vay mà không có tiền lãi mà thành quả hơn chút mấy hồi đấy thì quả anh chị em của em khá là thắng đùa hay 79 triệu 600 đồng ấy 600 đồng ngàn đồng. Đúng rồi, từ lúc làm nhà từ lúc làm nhà tính nhà ăn út hết thôi mà ăn uống đúng xong rồi mua xăng xe các thứ các thứ khi nhờ ra thì đúng rồi mà, từ lúc làm nhà đến giờ bờ từ lúc làm nhà đến giờ luôn mà anh chính thấy bảo thì chắc chắn là vào nhà mới thì mà mới tờ 10 triệu em không phải tính như thế nên chắc là cao quá không thấy được đâu và thì cái nhà này là đại khổ như thế thôi và thế ví dụ em hôm trước là ngồi cộng với anh chính là khoảng được 79 triệu rồi. Đúng rồi, 600 ngàn đồng. Bà nó ví dụ nhá, 79 triệu nha, bây giờ anh được cộng nhá, ông chính có giúp được em 1 triệu mà anh chính còn giúp em 1 triệu nữa. Đúng rồi, cho vay nữa. Không phải cho vay, anh giúp. Giúp á? Giúp nhau á? Cho nhau á? Đúng rồi. Thôi mà. Thì cứ cho nhau vào nhà mới luôn gì? Vâng. Lúc vào nhà mới là không cho nữa gì? Có. Cái này cái vào nhà mới mà chắc là cho mà cho trong riêng thôi. Cho tờ thành quả 200, 100 nghỉ đưa đâu. Thế lúc vào nhà mới có thể cho 1 200 nhưng mà lúc giúp làm nhà này là cho luôn 100. Cho 1 triệu. 1 triệu mà. Của phú này mà cho 5 triệu ấy, em từ đầu anh ấy. Giúp nhiều ấy. Thế là bà con không có mà bà con vẫn giúp cho nhau. Bà rú mà. Thế nhưng mà ví dụ cho em lần này, ví dụ nhà phú mà làm thì em phải cho lại. Có, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ok, bà, okay, hiểu rồi. Thế khoảng là 79 triệu nhá. 79 triệu 600 nhá. Đấy anh em cộng nhá đúng không? Với cái số tiền em đã chi ra chỗ này là 89 triệu 200. Cộng với 89 triệu 270. Là hiện tại gia đình em hết là 168 triệu 800. Thì nó rơi vào khoảng 170 triệu. Vâng. Đấy, tài khoản nó như thế thôi. Khoảng 170 triệu. Sẽ làm cao. Và đấy mà các cô chú hỗ trợ rất là nhiều. Mà bảo cái đấy chứ là phải mua cái một thứ mua cái là thức ăn này, mua cái lẩy này thì phải mất nhiều ấy, mua xi măng này, mua tiền khoản vào đây thì phải hơn một phần nữa. Ở trên lòng con một phần nữa mà chắc là cao quá ấy. Và thôi vì do cái địa hình của thôn Địa Chia mình nó quá là xa, quá đúng là rồi. Khó. Đúng rồi. Ô tô không vào được thì phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Phải thuê thôi. Mà nhưng mà mình đấy là gia đình em nhá,
em còn tự đi nhờ bà con được nhiều đấy. Đúng rồi. Nếu mà để mà thuê thẳng thế chắc là hơi cao. Và bà con đấy mà à đây đây em còn chưa tính là tiền thợ xây nữa nhá. Đúng rồi. À, thợ xây hôm trước là khoán là 20 mấy triệu nhỉ? À, tại cái nhà mà khóa cho là 17 triệu á. Ừ. Mà đóng từng 7 triệu rưỡi. Ờ. 17 triệu tiền xây nhà. Ờ. À, xong rồi 7 triệu rưỡi. Vâng. Là 24 triệu. Vâng. 24 triệu cộng vào chỗ kia là 168 triệu. Đâu anh cộng tiếp vào. Đấy đấy nha, đúng rồi, nói chuyện ra thì đấy mình còn chưa cộng cái số tiền xây nhà nha, 168 này cộng với 24 triệu nữa là 192 triệu. 192 triệu 800 thì thành 193 triệu đấy. Xây một ngôi nhà trong này các cô chú nhá, chưa hề chát, chưa hề lát gạch, lấy mà, lắm nhỏ à. mà đã hết khoảng 193 triệu. Mà hôm vừa rồi anh thấy là đây anh mới tính sơ qua của em là 200 bao xi. Nhưng mà hôm vừa rồi là em đã vay thêm là hơn thêm 20 bao nữa đúng không? Em vay của chủ sở 10 bao. Em của thằng Phú quần sánh lọ sánh Lào ấy. Khăn chỗ 20 bao ạ. 30 bao rồi. 30 bao. Tất cả cái nhà này thì phải 230 men. Nhưng mà bao. Chưa xong nhá. Rồi, chưa xong ấy. Ở ngoài kia chưa làm xong. Mà chưa, chắc là chú sử em chưa bù á mà. Ừ. Và chưa xong. Mệt bao ấy, chưa bù ấy. Đấy, nếu mà xong thì phải rơi vào 200 tầm 40 bao đến. Đúng rồi. 45 bao. Đúng rồi. Đúng không? Rồi. Nó đấy mới hoàn thiện. Nhưng mà thôi được rồi. Mà. Làm như thế để cho nó đẹp đấy. Đúng rồi. Cố gắng là như thế cho. Không cho giám sát là mình mất nhiều quá. Không giúp được. Thôi nhưng mà mất nhiều quá nhưng mà mình phải làm nhà mình phải đẹp đẽ thế là được rồi. Thế là cố gắng thế là tuyệt vời rồi. Thế đấy, thế thì bây giờ thì cứ hiện tại nhà vẫn đang bừa bộn thì cứ dọn dẹp nhà đi. Xong rồi anh sẽ cộng tổng lại một lần nữa và ở đây nhá sẽ thông báo lại cái tiền mà chỗ em ứng để ra sửa máy ấy. Bà. Đó, cái sửa máy đấy là có hai chú tặng nhá, chú lính nhà miền Nam và một chú nữa. Bà. Chú tặng cho 2 triệu nữa là 4 triệu để sửa máy. Thì anh sẽ trừ đi cho em. Và em cũng phải đóng góp lại cái tiền thuê máy của bà con để làm nhà. Nhá. Vì cái máy này là của chung, chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra để bảo quản nó, bảo dưỡng nó. Thì chúng ta phải bỏ tiền ra. Thuê nó quá rẻ. Bà con thuê đây xây cả cái nhà có thể mất 1 triệu đi. Nhưng mà em đi thuê ngoài thì một căn dầu đã mất 2 triệu rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mà đây em làm cái nhà mất 6 căn dầu. Đúng rồi. 12 triệu. Và đây mình mất tiền mình chỉ thuê được cả cái nhà và mất tiền thuê được cả cái máy trộn. Tiết kiệm quá nhiều luôn. Đúng rồi. Đấy là may các cô chú còn có cái bộ máy cho chúng ta đấy nhá. Vâng. Đấy thì ngày hôm nay thì tổng kết sơ sơ qua để em nắm bắt được nhá. Vẫn hiện tại nhà vẫn còn dư tiền. Và đó, vẫn còn dư tiền. Thì anh sẽ cộng vào và hôm đó anh sẽ vào thanh toán hết, đưa hết tiền cho em. Và ngày hôm nay thì anh thấy vẫn bừa bộn nên là anh chưa mang tiền vào. Phải xong hết đã, xong rồi lúc đấy em xem là đấy, nhà thì cũng phải mua giường chiếu vào cho mẹ. Đúng anh thấy là nằm đất nơi kia không được. Cái giường kia nó cũ quá rồi thì cố gắng mua một cái giường. Mua một cái tủ cho đàng hoàng lịch sử. Không thiếu cái gì. Mà vay mà nếu mà tiền mà vay người ta thì còn nếu mà thừa tiền thì đi trả người ta được. Đúng rồi. Nhá. Cố gắng làm anh kinh tế lên. Thế thì nhà được nhà đẹp rồi còn lời gì cảm ơn các cô chú không? Nói một lần nữa nào. Xem nào. Có một lời gì cảm ơn cô chú để và cảm ơn cô chú và mời các cô chú lên đâu các cô chú lên ăn nhà mới với mình được sao? Có chứ. Vâng. Thì mà em không biết nói gì hơn mà anh xin và khi nào em vào nhà mới mà em của cấp bá các ông cấp bà của các cô các chú các bá các anh chị thì khi nào em vào nhà mới thì em cùng đã vào nhà mới làm một cơ ăn ly hoa cho nó vui thôi. Thì mà không có gì em mà vào đa xen vào nhà thôi. Mà thì em không có gì đâu mà chán em nhận được chán các ông các bà
các bà, các cô, các chú, các anh chị, chả là chú mấy tên qua một số tiền chả là lớn, cùng thân thể em làm được một cái nhà mới, chả là cho xong cho năm nay mất rồi mà em không biết nói gì hơn thì mà em chú luôn luôn mình khỏe hạnh phúc. Nhìn nhục đôi má cảm ơn trả lại nhiều có nó thành công chung về cho ngày hôm nay thì anh chú anh tiêm ngày cứ khắp vào giúp có phần cửa đấy thì anh trả là đang ngày cứ đa vào thông báo cho em trả là vui mà em không biết nói gì hơn thì em chú của các anh chào điện nhá chú cả anh tiên này chú hai vợ chồng của anh đám cò của bố mẹ chả là một chú sức khỏe vui vẻ luôn luôn qua tung nhiều đôi mày má còn mới chả là nhiều thì khi nào em vào nhà mới thì bảo bá của anh này của hai vợ chồng đang vào làm cho em một cơ an ninh hôn nhé. Cảm ơn rất là nhiều nhé. Anh sẽ chuyển lời đến bố mẹ anh với vợ anh. Và vợ anh thì chắc là chỉ nhận lời thế thôi chứ. Và anh đi hộ thôi chứ còn vợ anh thì có con nhỏ sẽ không vào được. Và anh và, sẽ bảo với bố mẹ anh vào được thì chung vui với gia đình em. Và thông cảm. Thôi cũng hy vọng và chúc mừng em. Và cái ước mơ của mình đã thành hiện thực. Và ngày trước thì không dám nghĩ, không dám mơ đến một ngôi nhà, nhưng bây giờ mơ thành ngôi nhà đã thành hiện thực rồi thì chúc mừng em nhé. Bây giờ thì nhà xong rồi thì cố gắng làm ăn kinh tế phát triển ra để chúng ta làm để trả nợ và có tiền để sau này mua sắm những đồ đạc vật dụng cho gia đình mình được đầy đủ hơn. Hy vọng là không chỉ nhà em mà tất cả bà con ở đây cố gắng nhìn vào những tấm gương sáng như em, nhà xá, nhà chú Sử dám vươn lên, dám nghĩ, dám làm để chúng ta xây một ngôi nhà mới. Ở đây anh nói luôn này, khi em rất là may mắn được các cô chú ủng hộ rất là tương đối rất là nhiều. Đúng ạ. Ở đây nhá, chúng ta xây nhà thì em cũng phải hiểu là chúng ta xây nhà chúng ta phải chủ động về kinh tế. Mà đúng chứ ạ. Các cô chú không thể ai cho 100% được. Mà đúng, đúng ạ. Không? Đúng ạ. Chúng ta phải tự bỏ tiền mình ra. Đúng ạ. Chứ không thể chúng ta có chân có tay, chúng ta đi làm được, kiếm tiền được chứ các cô chú không thể cho 100% được. Đúng ạ. Nếu các cô chú cho được 100% thì cũng là may mắn. Mà. Nhưng mà chúng ta không nên dựa dẫm quá nhiều vào các cô chú. Mà đúng ạ. Đúng không? Chúng ta phải tự chủ động, mà tự vay mượn, tự làm để chúng ta có được ngôi nhà đẹp thì chúng ta mới biết trân quý. Chứ các cô chú cứ cho mãi thế thì cũng không thể thành không tốt được. Mà, đúng không? Đúng ạ. Mình làm gì mình phải tự làm chứ mình được các cô chú cho mãi như thế không tốt. Mà, đúng. Nói chung là nên hy vọng rằng bà con nhìn thấy em, nhìn thấy xá, nhìn thấy chú Sử đang cố gắng xây nhà để vươn lên thì bà con ở đây hãy nhìn vào những tấm gương như em, biết tiếp thu ý kiến, biết tiếp cận cái mới để chúng ta có ngôi nhà mới thì các cô chú mới từ đó mới có những động lực để giúp đỡ bà con để vươn lên. Vâng, đúng rồi. Chứ không thể là lúc nào các cô chú cứ chạy theo mình giúp mình mãi được. Đúng nhá. Rồi. Và cố gắng lên. Và hy vọng là mấy hôm nữa vào nhà mới thì có nhiều các cô chú có thể lên chơi với nhà em Thề để chúc mừng em Thề chuẩn bị có một ngôi nhà mới và Tết năm nay sẽ ấm hơn rồi. Và sẽ không lo mưa gió mà chắc chắn năm nay ăn Tết thì sẽ vui hơn rồi. Và đúng rồi. Nhà cửa sạch sẽ đón khách khang trang. Đúng đấy. Bây giờ em thấy nhà em sáng không? Đúng rồi. Nếu mà em nhà em sáng hơn nhà xá không? À? Em thấy nhà em sáng hơn nhà xá không? Em thấy rồi. Sáng hơn không? Sáng rồi mà. Nhà xá là có nhiều cửa gỗ. Tối hơn nhiều. Đấy không? Bà. Không nghe các cô chú thì nhà tối chưa? Bà tối hơn nhiều. Đấy nha. Thôi chúc mừng nhá. Bà chú anh. Rồi, đấy tuyệt vời rồi. Đấy, nói chung là nhà thì cũng hàng xóm đang chơi. Thôi đi nhá. Đấy. Đấy nè. Ấy rồi, con của Lý ngủ à? Trời ơi. Đang ngủ còn vừa ngủ vừa cười thế này. Đấy. Đấy. Sau này có tiền để mua những cái giường về để ra kia thế ạ. Giường này tín mai kia gắn trẻ vào đây mà. Trẻ cái cú. Cho okay. Dùng cái cú này đường. Okay. Và sạch sẽ rồi. Và tuyệt vời quá nhá. Và dạ vâng cô chú ạ, thì vừa rồi thì em Tuyên vào thì cũng để thông báo qua cho Thề cái những cái số tiền mà các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Thề trong suốt thời gian qua. Và vừa rồi thì cũng có một món quà mới của cô Thủy Vũ ở bên Đức ủng hộ cho hai gia đình, nhà em Thề là 2 triệu đồng, nhà em Mua 3 triệu đồng để xây nhà, và có tặng cho em Tuyên 200 ngàn đồng để làm chi phí xác xe đi lại. Thì em Tuyên một lần nữa cảm ơn cô Thủy Vũ ở bên Đức đã có những món quà cho bà con thôn Địa Chia cũng như cá nhân kênh Tuyên Hải Giang. Một lần nữa xin cảm ơn cô và chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn.
mong rằng các cô chú hãy luôn luôn đồng hành cùng bà con Thời Chia và đồng hành cùng kênh Nhà Giang nha. Và cảm ơn tới tất cả các cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân, các khán giả xem kênh trong suốt thời gian qua, khoảng gần 3 năm rồi, đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Nhà Giang và có những món quà giúp cho bà con bản Thời Chia này thay đổi từng ngày để cho bà con phát triển cái cuộc sống, thay đổi từng ngôi nhà một. Cảm ơn tất cả các cô chú rất là nhiều. Còn bây giờ thì em Tuyên có lẽ là cũng xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người. Hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo xem những thành công mới của bà con Thời Chia nhé. Và xong những ngôi nhà thì em Tuyên sẽ chuyển sang những hạng mục khác, là chúng ta hãy đi về những hạng mục chung, là chúng ta xem bà con hãy cùng nhau họp bàn để làm đường các cô chú nhé. Làm đường nội thôn để cho bà con đón Tết. Đấy, cảm ơn các cô chú rất nhiều. Còn bây giờ thì hy vọng video sẽ nhận được những like, những chia sẻ của cô chú để lan rộng chia sẻ bản Thời Chia, hai bản biệt lập thành 25 và thành những ngôi nhà mới mọc lên nhá. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào mọi người. Tuyên xin chào.